Các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Trần trồng cây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vào rừng Mã Đà nhé. Rừng Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 90 km. Giao thông thì khá là thuận tiện. Ở giữa rừng Mã Đà thì có các con đường khách ngang qua rừng, đường đất như thế này. Tuy nhiên thì là đường sỏi cho nên là cũng khá là dễ đi. Băng quanh con đường này thì các bạn có thể nhìn ngắm được cảnh rừng xung quanh rất là đẹp. Ngoài ra thì các đơn vị tổ chức tour du lịch thì cũng tổ chức các tour đi xe đạp băng rừng như thế này. Mình thấy rừng này khá là giống cái rừng mà đi qua Hồ Tràm, Vũng Tàu. Ở giữa trên đường đi thì mình gặp những cái khoảng mà ánh nắng có thể xuyên qua được, phía trước rất là đẹp. Hồi lúc mình làm video này thì mình không có tính là lồng tiếng đâu, mình tính là để vậy không thôi. Tuy nhiên thì nếu mà để không thì các bạn cũng không có biết là mình đi đâu hoặc là có cái điều gì, cho nên là mình sẽ lồng tiếng. Mình định mình sẽ làm hai video, một video có lồng tiếng để thuyết minh cho mọi người biết là đi đâu và nhìn thấy gì, và một video là sẽ chạy chữ tiếng Anh Việt để cho các bạn người nước ngoài có thể xem. Các bạn có nghe thấy tiếng của thiên nhiên không ạ? Và tiếng ve kêu rất là nhiều. Cây này thì theo như mình đoán thì cây này thuộc họ bằng lăng. Các bạn nhìn thấy cái phần thân cây á, nó trông giống như là kiểu mà rành ri của quân đội á. Họa tiết rành ri. Hôm nay thì trời khá là nóng ẩm. Lát nữa đây thì mình sẽ đi qua một cái con suối khô. Vì là đầu mùa mưa cho nên là cái khe nước này nó chưa có nước chảy qua. Thì cái con suối này là chảy qua rừng thì chắc là nước cũng sẽ nông thôi. Chảy qua cái con đường hồi nãy mình vừa đi á, thì mình đang đi phía tay phải, thì lát nữa thì mình sẽ quay lại đi tay trái. Có một thân cây ngã đổ ra rất lâu rồi. Các bạn nhìn thấy đây, các bạn nhận ra là gì không? Đây là cây tắc kè đá. Thuộc họ Dương Sĩ. Còn đây là nấm gì mình cũng không rõ nữa. Nó giống như nấm linh chi á. Mọc dài cả cái đoạn thân cây này rất là đẹp. Bởi vì là mình cũng không có biết được cái dược lý của nó như thế nào, cho nên là mình cũng để in như vậy. Còn đây là trái dầu. Cái trái này nó có hai cái cánh. Thì cái mục đích của mẹ tự nhiên để giúp cho cái cây này là khi mà cái trái này nó rơi xuống thì cái cánh, khi gió lớn thì gió nó sẽ thổi cái trái này rơi xuống, thì hai cái cánh nó sẽ giúp cho cái hạt giống nó phân tán ra xa, rồi không có cạnh tranh dinh dưỡng với cây mẹ, và đồng thời cũng giúp cho cây có thể đưa được giống loài của mình ra xa hơn. Thiên nhiên rất là kỳ diệu đúng không ạ? Còn đây là lá của nó nè. Thân cây có rất là nhiều nấm linh chi. Các bạn có biết được cái tính dược lý của nó cũng như là cái tên đúng của cái loài nấm này thì các bạn chỉ cho mình biết với nha. Cái cây này giống như thuộc họ nhà câu á. Còn cái cây leo này thì mình cũng không có rõ lắm, nhưng mà nhìn xa thì nó giống như một con rết á. Những cái đoạn thân của nó, những cái mắt thân của nó nhìn giống y chang con rết luôn. Nếu các bạn loại bỏ cái phần lá ra thì các bạn sẽ thấy là nó giống y chang một con rết. Rất là kỳ diệu đúng không? Nếu mà các bạn đi vào rừng, đi vào những nơi thiên nhiên và chịu khó quan sát ở dưới chân của mình hoặc xung quanh đó, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều điều, những cái thứ kỳ lạ và đặc biệt nữa, mà trước giờ mà nếu mà bạn không quan sát thì các bạn sẽ không có biết được, cũng không có thấy được nó kỳ diệu như vậy. Khi mà có nước lên thì cái phần rễ đó sẽ ngập ở trong nước. Vì là lòng suối cho nên là dưới chân của mình toàn là lá không thôi, không có cây. Lá cây rụng vào xuống rất là nhiều. Đây là cây nấm nè, rất là nhỏ luôn, màu trắng. Lát nữa đây mình sẽ cho các bạn thấy, mà cũng là lần đầu tiên mình thấy một cái cây nấm đúng nghĩa luôn. Cái hạt, cái mầm của cái cây gì á, nhìn giống như là móng của trâu, móng của bò vậy. Mình cũng không biết là hạt mầm của cái cây gì nữa. Các bạn có nhìn thấy con sâu róm không ạ? Nó nằm bẹp ở trên cái lá. Mình thấy cái loài sâu á, loài bướm á, nó có cái bất công á. Tức là khi nó là con sâu á, nhìn nó rất là gớm ghiếc và rất là nhiều người sợ mà giết nó. Trong khi mà nó nở thành bướm thì nó lại rất là đẹp. Nó hai hình thái của sự sống. Khi cái con suối này có nước chảy thì những cái rễ này nó ngập ở trong nước nè. Nó rất là cao luôn. Tới đoạn này thì mình không có đi được nữa. Những cái cây bụi nó đã chắn đường đi rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra và sẽ đi cái nửa kia của cái con suối cạn này. Cái cây này cũng rất là đặc biệt, mình cũng không rõ đây là cái lá hay là cái hoa của nó nữa. Cái phần nhạt màu đó, các bạn thấy không? Rất là mỏng mà nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc lá màu xanh ở bên trên. Đây là một con cuốn chiếu. Nó có rất là nhiều chân. Khá là to đấy, nó gần bằng ngón tay út của mình. Cái chiếc lá hồi nãy nè. Nhưng mà bị con sâu gì nó ăn á. Mà nó cắn đều ghê á. Nó ăn xong rồi nó đi rồi. Cho nên mình không có biết là con gì nó đã cắn cái lá này. Nhưng mà chắc chắn nó là ấu trùng của sâu. Đây, tới nhân vật chính đây. Các bạn có thấy cái cây này không? Nấm đấy. Nấm nó mọc trên một cái cành cây. Và tất cả những cái cành cây của cái cây này đều có những cái cây nấm nhỏ mọc ra. Nó đúng nghĩa là cây nấm luôn đó. Rất là nhỏ và rất là đẹp nữa. Là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy như thế này, mình nổi da gà luôn á. Các bạn nhìn trên hình vậy thôi chứ nó nhỏ lắm nha. Nhỏ xíu à. Nó mọc đều trên cả cái cành cây khô này nè. Nhìn nó vô cùng kỳ diệu và nhỏ bé nữa. Nếu mà không chú ý thì các bạn sẽ không thấy được đâu. Cái cành cây khô này nó rơi xuống dưới nền đất rừng, rồi những cây nấm này nó mọc trên những cành cây này. Đây là mình cầm trên tay nè, đấy các bạn so sánh với tay của mình các bạn thấy đó, nó vô cùng nhỏ luôn. Những cành cây chìa ra đều có nấm, nó giống như là cái cây nấm này chỉ mọc trên cái loại cây này thôi á. Ở trong rừng nghe được rất là nhiều tiếng chim. Còn đây là cây mây, các bạn biết cái loại ghế mây mà ngày xưa những năm 90 mấy mà ở các studio chụp ảnh cho trẻ em á, hay thấy không? Đây là lấy từ cái cây này, thân nó rất là nhiều gai. Cái người đi rừng á, người ta sẽ bóc tách hết cái phần vỏ của cây này để lấy được cái phần lõi của cái cây mây này. Rất là cực khổ, tại vì ngày bé mình sống ở dưới Lâm Đồng á, ở đó có rất là nhiều rừng. Những người thợ rừng á, người ta đi thu hoạch những cái cây mây này để bán cho những cái doanh nghiệp làm đồ mây tre đan xuất khẩu đi các nước châu Âu á. Nhưng mà ngày nay thì bây giờ không còn nhiều để khai thác nữa, cho nên là người ta đã làm những cái mây bằng nhựa giả. Những cái mây rất là dẻo. Các bạn có thể là biết cái phần cây mây, cái ghế mây, nhưng mà chắc bạn không biết được cái cây mây thực tế nó như thế nào ở trong rừng, đúng không? Nó rất nhiều gai như thế đó. Để khai thác được nó thì cũng tốn rất là nhiều công sức. Và có rất là nhiều kích thước to nhỏ khác nhau nhé. Còn cái cây này, mình nghĩ đây là một cái cơ chế của cái cây này nè. Là khi mà nó bị sâu ăn đó, là nó sẽ có một cái sự phản ứng lại bằng cái cách mà nó làm nổi lên những cái hạt này nè. Những cái hạt này là từ cái lá này, từ cái cây này mà ra đó. Đối với các bạn mà sợ lỗ thì chắc nhìn ghê lắm nhỉ. Lần đầu tiên mình cũng thấy cái cây này á. Khi mình tách ra thì bên trong không có gì hết. Cho nên là mình nghĩ đó là một cái sự phản ứng tự vệ của cái cây này. Khi mà bị sâu ăn đó, thì nó mọc ra những cái cục này nè. Mình không biết là cái cục này có tác dụng gì trong cái việc quang hợp của cây hay không. Đây là một cây nấm nữa. Cái này thì nó màu trắng chứ không phải là màu nâu như cái nấm hồi nãy. Nó cũng rất là nhỏ. Và những cái ô nấm á, trời ơi đẹp đúng không? Quá trời đẹp luôn. Mình nhìn thấy mình nổi da gà luôn á. Tại từ trước đến nay mình cũng không nghĩ. Đây là một cái thân dây leo. Nó được bọc gai. Nó có gai. Và nó mọc rất là cao. Mình cũng là đầu tiên mình thấy. Quay trở lại cái cây hồi nãy. Cây này nhìn, cái lá bên trên này nó không có bị gì hết, mà lá ở dưới nè nhìn nó cục. Nhìn quá trời ghê luôn. Cái này cũng lần đầu tiên mình thấy. Đây là một cái loại nấm nào nữa. Cái nấm này thì mình cũng không có đoán được tên, mình cũng không biết được nó là loại nấm gì. Nó mọc trên cái dây leo ở trong rừng. Để vừa tôn trọng vừa bảo vệ tự nhiên, cho nên là mình hầu như là mình cũng không có tác động hay là bẻ hái gì hết. Và là cây hồi nãy, cây này thì mình chắc tạm đặt tên là cây rết đi, cây con rết. Nhìn rất là giống luôn. Lúc đi ra thì mình thấy cái cây này nè, nhìn nó giống như là hoa của cây mãng cầu á. Mọi người có biết cây mãng cầu không? Cây đúng rồi, giống, rất là giống hoa của cây mãng cầu luôn. Nó cũng có nét giống cây hoa của cây ngọc lan. Nó có một mùi rất là nhạt, không có thơm lắm. Một cái cây nhỏ mảnh khảnh lại có những cái bông hoa bự như vậy, không biết là nó có trái không. Lúc đi ra thì cái con đường này có rất là nhiều những cái viên sỏi quặng, mình đoán là những cái viên quặng sắt. Cái nền rừng. Đây là lúc trên xe ô tô đi ra khỏi rừng nè. Các bạn thấy cây mây không? Đó là những trái mây đó. Đây là cái phần gốc của nó nè, nó cứ mọc cao. Còn đây là cây tắc kè, dương sĩ tắc kè, người Việt mình gọi là như vậy. Cái cây này thì do mưa gió rồi nó cành nó gãy, nó rơi xuống nè. Mình cũng có mang cái cây này về trồng. Cái cây này mình thấy rất là đặc biệt nha. Các bạn thấy không, nó có hai hình thái của lá, cái phần màu xanh dài và một cái phần bẹ ở ngay thanh đấy. Cái phần bẹ này nó có một cái tác dụng giúp cho cây, đó là nó sẽ hứng nước và nó trữ lại cái phần dinh dưỡng. Như là những cái lá khô của các loài khác nè, hay là bụi. Nó giống như là một cái chậu cây mà tự thân vậy á, nó giúp cho cây. Đây là cây tắc kè, dương sĩ tắc kè đây. Nhưng mà khi nó mọc ở trên một thân cây ở trong rừng. Cây này dường như là nó sẽ không có gây hại cho cái cây chủ đâu nha. Nó sẽ bám vào thôi. Còn lại cái phần dinh dưỡng của nó thì nó sẽ tự lo. Cho nên là nó không có gây chết cây chủ. Mình khá là thích những cái cây kiểu như thế này nè. Kiểu cái hình thái của nó rất là thú vị. Kết thúc chuyến hành trình đi trong rừng của mình. Hy vọng cái video này giúp bạn cảm thấy thích thú, thoải mái hoặc biết thêm điều gì đó. Hẹn các bạn trong những cái video đi rừng khác nhé. Chào tạm biệt. Và nếu các bạn yêu quý kênh của mình cũng như những cái nội dung của mình thì hãy góp ý cho mình nhé, để mình biết được cái điều gì mà mình nên phát huy, cái điều gì mình nên thay đổi cho nó tốt hơn. Chúc mọi người ngày vui vẻ, tốt lành. Chào tạm biệt.